Ê nghe quay trở lại video tiếp theo của mình đây. Thì là con tripod mới. Đấy, thì con tripod mình đang cầm này thì nó gãy cái chân rồi. Lắp vào đi sửa cũng thế thôi, đắt nữa. Con này rẻ không nhưng mà khoảng 9 mấy nghìn. Ok. Đó, nói chung là link thì mình để phần mô tả cho anh em quan tâm ấy. Đấy, thì con này hỏng rồi. Con mình đang cầm thì hỏng chân rồi. Chứ là dùng cái chân vớ vẩn ấy nó cũng oải. Quay có khả năng là đang cầm nó rơi bột phát thì hỏng luôn con máy quay. Ok, giờ mình sẽ vào đập hộp với anh em xem trong này có những cái gì nhá. Cực kỳ là ưu đãi luôn anh em ạ. Let's go. Đó anh em, đây, mình sẽ đập hộp vào nhá. Ok, bên trong có gì đây? Nào. Rồi, không còn gì nữa. Ok, đây, thì đây là toàn bộ của em nó trong này hết. Rồi mình sẽ mở ra xem bên trong có gì nhá, cực kỳ ưu đãi luôn anh em này. Rồi. Đó. Đấy, bên trong. Rồi. Hết sạch nhá. Đấy, ok. Có hàng cực kỳ là ok luôn. Rồi. Đấy, bên trong anh em được tặng một cái mini này, tripod mini. Đây là bạch tuộc anh em ạ. Đó, nói chung là như thế, cầm tay này. Cái này gắn GoPro cũng ok mà. Đó, đây, tặng cái này. Đây để kéo cơ anh em nhá. Ok, đấy, kinh không? Được tặng hẳn một cái remote này. Ấy, có pin luôn anh em ơi. Đó, lú luôn nhá. Đấy, tiện không? Quá tiện luôn. Ok, đây mình sẽ test thử con này nhá. Con này xem nó có bắt được Bluetooth không nhá. Mình sẽ vào phần Bluetooth nào. Mình chưa bắt con này luôn. Bật đây nào, đây, có cái cạnh này, có cái remote giống cái kia mình đó. Cái này đang đi tìm nhá. Đó nào, đây, đó, tìm ra AV Shuttle 3 này. Yêu cầu ghép đôi. Đấy, đã ghép đôi anh em nhá. Xem nào. Đó, ấn vào chuông chuẩn luôn. Giờ vào quay chụp ảnh này. Nào, quay lên. Đó, anh em thấy không? Làm video nha. Đấy, em thấy mình nhá. Em đang quay này. Đó, đang quay luôn nhá. Camera này. Là một thôi. Chụp ảnh nhá. Đó, chụp ảnh. Chụp ảnh. Đó, giữ là chụp liên tục luôn. Ok, cực kỳ là chất luôn anh em ơi. Đó, thì con này được tặng hẳn con remote cơ mà. Quá là lú luôn. Đấy, chung là thế thôi, tắt cái nối. Đấy, test cho anh em từng tí một anh em ạ. Đây. Đến con nhân vật chính, con này nhẹ cực. Nói chung là mấy con như này không nên là nặng, cầm nhẹ còn thích tay. Đó, màu đen, huyền thoại. Đẹp không? Cái màu đen này cũng đẹp hơn anh em. Đấy, cái màu đen là đẹp. Đó. Đây, thì chân rất là dài. Chân là dài luôn. Đấy, trời ơi. Đây, chân dài không? Đó, rất là dài luôn. Cực kỳ là ngon. Không phải như thế anh em ạ. Đấy, trông chân này thì kỳ ngon. Đấy, cao. Ok, vừa cầm chắc tay lắm, nhẹ anh em ạ, không nặng đâu. Này chung đến một không đến một cân đâu nhỉ? Đúng rồi. Nhẹ vậy, cầm rất là chắc tay. Cầm chắc tay lắm anh em ơi. Okay, đây dưới chân này, nó có cái vân gọi là massage ấy. Đấy, cực kỳ chất luôn. Nhưng tội cái đoạn này nó không có cái bịt này, nhìn nó hơi xấu một tí anh em ạ. Đó, thế thôi. Ok, còn đây là cái phần này cực kỳ là hay. Ở đây là có phần gọi là thăng bằng này. Đó, nước thăng bằng này. Đấy, để nếu mà thăng bằng thì nó sẽ ở cái đoạn này, ở giữa của cái này. Ok, đó. Đây. Thì đây là sẽ mở ra này, để gọi là chế độ quay dọc ấy. Đó, hay như nào mình sẽ gắn thử vào cho anh em xem nhá. Đây, điện thoại đây. Gắn vào luôn đi anh em. Test luôn. Đó, cho điện thoại vào chưa anh em. Đó, rồi. Gắn vào đây. Gắn vào đây nha anh em. Thì ở phần dưới này anh em có một cái lu vặn anh em ạ. Phần dưới cái đoạn này. Đó, vặn. Là nó sẽ khít với cả cái kẹp điện thoại. Đó, chắc luôn. Đấy, thì anh em sẽ đây là phần kiểu live stream ấy. Đấy, kiểu như này, kiểu live stream dọc ấy. Em dựng máy như này. Đó, thế là live stream được dọc đúng không? Mở đây là mình live stream được dọc đúng không? Còn nếu anh em muốn quay video ngang ấy, là anh em sẽ gọi là chỉnh cái này. Cái khẩu bên này. Đó. Lắc ra. Thế là thằng quay ngang. Đây, thế là thằng máy quay ngang này. Rất là chuyên nghiệp luôn. Hơi ngược ngược một tí. Đây để mình quay trở lại. Đó, đây là mình hành review luôn. Đấy, xoay rất là chất luôn. Đấy, cầm này phải chắc chất lượng không anh em. Đấy, cầm này quay như kiểu phim Hollywood luôn. Đó, như mấy anh gọi là kinh khủng luôn. Đấy, cầm máy soi này. Rồi, ví dụ cho anh em. Đấy, quay video trước nhá. Cam chính luôn ấy. Đấy, cầm này đi quay video này. Đấy, cực kỳ chất luôn anh em ạ. Đó, đây thì anh em nhìn thấy phải chất hơn nào. Đấy, cứ cái thế thôi. Em thấy một bộ sản phẩm gồm 99.000 mà gồm tất cả những thứ này. Đó, toàn đồ kinh khủng à. Mình thì link sản phẩm mình để phần mô tả nhá. Đấy, anh em quan tâm nhìn chất lượng hẳn ra anh em ạ. Rồi, mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Đấy, bộ 99.000. Thế đó mình chỉ định mua một ngày thôi nhưng mà do phí giao hàng các thứ ấy nên mình đặt thêm mấy kia để được free ship. Đó anh em, đó để quay được một video thì rất là nóng luôn. Đó, thì là con chân máy quay mới. Đó, nói chung là có tiền thì anh em phải nên đầu tư sắm sửa các thứ này. Đấy, thì mua ghế còn dư giả một tí tiền thì sắm thêm một vài bộ phận để quay video cho chuyên nghiệp hơn anh em ạ. Phải đầu tư, nóng quá. Nóng ơi là nóng à. Được rồi. Ok.
Cảm ơn anh em xem hết clip này mình nhá. Đấy, anh em có thắc mắc gì link để hết phần mô tả rồi. Bye bye anh em.